nhau mọi người nha. Chào mọi người đã quay trở lại channel Tô Vẽ Tranh trên kênh YouTube mình. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi tô màu cho hè một bức tranh. Đó chính là hình ảnh của một cái máy bay đang bay giữa bầu trời nha mọi người. Bầu trời đầy sao, đầy mây. Và bây giờ chúng ta sẽ tô màu cho bức tranh này của mình nhá. Mình sẽ dùng những bộ màu sẵn ở trên bàn để chúng ta sẽ tô màu cho hình ảnh chiếc máy bay này. Những đám mây xung quanh thì mình sẽ tô màu xanh trước nhá. Có rất là nhiều đám mây và mình sẽ tô màu xanh hết. Lúc nào xong bảo em nhé. Hôm nay em quay à? Em quay à? Tiếp theo những cái hình tròn thì mình sẽ tô màu đỏ nhé. Tiếp theo mình sẽ tô đến cho phần chiếc máy bay này là màu vàng nha mọi người. Một chiếc máy bay màu vàng nhá. Còn phần cánh thì mình sẽ tô màu hồng thôi nhá. Mình sẽ tô màu vàng trước đã. Màu vàng là màu chính cho phần thân này nhá. Tiếp theo thì mình sẽ tô màu hồng nhé các bạn. Những cái phần cánh của chiếc máy bay này thì mình đều màu hồng hết nhá. Chỗ nào nhạt thì mọi người có thể tô thêm một lớp nữa cho mình nhé các bạn. Mọi người sẽ tô thì nó không còn bị màu trắng, chỗ nào màu trắng nữa nhá. Như kiểu phần cánh này mình đang tô thêm một lớp nữa nhá. Đây là bức tranh sau khi đã được mình tô màu xong rồi.
chúng ta có thể tham khảo cho mẫu bức tranh này của mình nhé. Và cái video mà mình đã hướng dẫn cho mọi người cách để tô màu hình ảnh một chiếc máy bay đang bay trên giữa bầu trời này đã mình tô màu xong nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tô vẽ tranh tiếp theo trên kênh YouTube mình. Và mọi người xem video thì hãy nhớ là ủng hộ cho kênh YouTube của mình bằng cách cho mình một lượt like, một lượt share cũng như ấn đăng ký kênh để theo dõi thêm nhiều video tô màu nữa mà mình sẽ liên tục đăng tải trên kênh YouTube này nha mọi người. Bye bye, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.